kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 6 của tuần 3 từ khi mà ra mắt cái con na củ vĩ rồi ha anh em. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái series, tiếp tục cái series dự đoán về cái ninja mới đợt này là ai. À, để thử coi cái là mình dự đoán đúng nữa hay không nha anh em. Rồi ok, thì như anh em cũng đã biết á, thì cái con tướng mới nhất hiện giờ của chúng ta đó là cái con na củ vĩ ha anh em. Trước cái con na củ vĩ đó là con Obito. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xét lại những cái con tướng gọi là hệ hỏa trước đó đi anh em. Thử coi coi là đợt này nó ra hệ nào ha anh em. Rất là nhiều cái dữ liệu để mà chúng ta tham khảo đợt này luôn đấy. Rồi, đầu tiên á, thì chúng ta sẽ cùng ra ngoài web đi anh em ơi. Lục lại ký ức, xem thử coi coi là đợt này nó sẽ ra ai nha anh em. Trước đó đó anh em, thì nó đã ra con Tobi. Sau con Tobi thì nó sẽ ra cái con Sasuke Susanoo nè anh em, là một con tướng hệ âm dương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái con hệ hỏa tiếp theo là con Obito anh em ơi. Obito mà có con củ vĩ đấy. Rồi thì sau con Obito này nó cũng sẽ là một cái con tướng hệ âm dương luôn anh em. Đây, một con Itachi Susanoo. Rồi tiếp theo nữa đó là con Choza anh em ơi. Để mình coi có phải Choza không. Ủa Choza đâu rồi ta. Đây anh em, sau con Choza là một con tướng là con đào biển anh em. Đây là con đào biển, thì con đào biển này là một con tướng giới hạn đó, nó giống y chang như là thằng Na đó, nhưng mà đợt này Na thì nó đỡ hơn ha anh em đó, nên là cái dữ liệu này chúng ta là rất là chính xác luôn anh em. Hầu như sau hệ hỏa đều là hệ âm dương cả, nhưng mà sau những cái hệ âm dương đó là ai anh em, chúng ta sẽ cùng xét lại nha. Sau cái con sặc á thì nó sẽ ra đó là con mây anh em, là một con tướng hệ thủy nè. Đây là con mây nè đúng không. Rồi tiếp theo nữa, sau cái con Itachi của con Obito á thì nó sẽ ra một con tướng nữa, đó là con Raikage anh em ơi. Đây anh em, Itachi Susanoo nè. Rồi sau đó nó sẽ ra thêm một con nữa là con Raikage anh em. Đợt này nó ra tới gọi là một con hệ thủy, một con hệ lôi đúng không anh em. Rồi sau con Choza của con đào, sau con đào á anh em, đây sau con đào nè, là một con tướng hệ thổ anh em ơi. Đó, nên là đợt này dạng như là họ reset lại cái số thứ tự của cái cách ra tướng đó anh em. Đó, nhưng mà sau đào biển đợt này anh em thì mình nghĩ nó cũng sẽ ra một con tướng hệ thổ đấy. Nên cái dữ liệu đợt này á nó rất là khó khăn luôn nha anh em. Rồi sau con Obito đó là con na củ vĩ. Nên rất là nhiều cái dữ liệu để mà chúng ta tham khảo luôn nha anh em. Đầu tiên là chúng ta có hệ thủy nè, sau đó là chúng ta có hệ thổ nè, rồi sau đó nữa là chúng ta có hệ lôi anh em. Đó, để mình coi con Minato thử coi. Cái con tướng Minato thì nó sẽ ra sau cái con Madara. Đây anh em, Madara nè. Để mình coi thử coi phải không anh em. Đây, sau con Itachi. Sau Itachi sau mới ra Raikage nha anh em. Raikage sau đó mới ra được Tetsuji Sanin. Sanin sau đó rồi ra thêm con Orochimaru Sanin. Rồi sau đó mới ra thêm con Madara. Thì đợt này ba cái hệ mà mình đánh ở đây anh em, đó là chắc chắn là không phải hệ hỏa và hệ âm dương rồi, bỏ ra nha anh em. Mình sẽ đánh là hệ lôi, hệ thổ và hệ thủy anh em. Hệ phong thì cũng có tỷ lệ, nhưng mà đợt này thì mình chắc nghĩ không có ra hệ phong đâu anh em ơi. Ra hệ lôi, hệ thổ hoặc hệ thủy. Nhưng mà cái mà mình đánh quan trọng nhất á, là cái hệ nào anh em, để mình coi thử coi. Sau con đào thì nó sẽ ra Onoki. Đợt này thì mình sẽ đoán chắc là tướng hệ thổ anh em. Tướng hệ thổ ra tỷ lệ cao nhất. Sau đó là sẽ là hệ lôi và hệ thủy anh em ha. Rồi, hệ thổ thì nó sẽ gồm có những con gì anh em, thì chúng ta sẽ lục lại cái quá khứ nữa. Đó là hồi tháng 7 có một cái event dự đoán về ninja mới đợt này là ai đấy anh em. Đó, thì chúng ta sẽ cùng xem coi. Lúc này là dự đoán đặt ra Kisame đó anh em. Thì con Kisame này, những cái con tướng chung cái tấm ảnh này anh em, thì nó sẽ gồm có sạc Akatsuki nè, Kabuto tiên nhân nè, Rasa nè, Mu và Obito. Thì hai trong số 6 con ở trong này nó đã ra mắt rồi. Đã ra mắt rồi nha anh em. Tức là còn dữ liệu là còn 4 con, đó là Mu, Rasa, Kabuto tiên nhân và con Sasuke Akatsuki. Đó, nhưng mà đợt này á thì để mình coi coi. Nếu mà Rasa là và Mu á thì tỷ lệ rất là cao, thì hai anh này là hệ thổ anh em. Là hệ thổ ra một trong hai anh này nha anh em. Rồi, nếu mà là hệ nếu mà nó là hệ hệ lôi đi. Hệ lôi thì anh em sẽ quay lại cái video mà giới thiệu tướng của con Kisame đấy. Thì nó sẽ là con Killer Bee V2 anh em ơi. Để mình coi thử coi phải không. Đây anh em,
Killaby V2 nha anh em. Đó là một con tướng hệ lôi. Anh em đừng có nhìn cái hệ mà lúc mà nó ra cái trailer nha anh em. Đây là một con tướng hệ lôi. Đó là con Killaby V2. Duy nhất mỗi mình nó là hệ lôi thôi nếu mà nó ra mắt nha anh em. Rồi tiếp theo nữa đó là hệ thủy anh em ơi. Hệ thủy đợt này chúng ta sẽ đánh vào những cái con mới ra mắt đây anh em. Ví dụ như là những cái sụt về những cái con ninja ở bên thức ở bên làng sương mù đó anh em. Thức kiếm làng sương mù ấy. Đây anh em. Đây là một trong số cái con đó đây anh em. À, nên những cái con thức kiếm làng sương mù tỷ lệ rất là cao thì nó sẽ là hệ thủy anh em. Bởi vì nó giống như tụi con mê vậy đó anh em. Làng sương mù thì chắc chắn là hệ thủy rồi. Đây anh em. Đó là thức kiếm làng sương mù. Đây là một con nè ha. Đợt này hình như là xuất hiện tới bữa giờ nó xuất hiện tới để mình nhớ coi anh em ơi. Nó xuất hiện tới hình như là 3-4 con vậy đấy anh em ơi. Thức kiếm làng sương mù ấy. Đây anh em. Đây ở bên này là có thức kiếm làng sương mù tiếp nữa nè anh em. À nên là nếu mà hệ thủy thì tỷ lệ rất là cao là sẽ ra những cái con đó ha anh em. Rồi để mình coi thử coi đây anh em ơi. Ủa từ nha. Hình như là ở bên đây, ở bên này là một con. Ủa con này con cũ mà ta. Đây là con Killaby V2 đây anh em. Bên này con cũ mà ta. Để mình coi cái con. À đây. Rồi, hình như là xuất hiện tới 3 con lận anh em ơi. Đây, con này là thằng mập nè anh em. À, con này là dùng hệ lôi hệ chắc ra lôi nè anh em. Thằng này là có cái rìu nổ nè. À, là tới tận 3 con thức kiếm làng sương mù. Đợt này nếu mà ra hệ thủy thì nó sẽ ra tới 3 con này anh em. Đó là về những cái con ninja mà mình dự đoán đợt này ha anh em. Rồi chắc chắn chúng ta sẽ loại trừ hệ hệ âm dương và hệ hỏa ra rồi anh em. Còn hầu như những cái con tướng ở trong này anh em thì nó đều là xuất hiện hết rồi anh em ha. Ở trong những cái trailer và cũng như là những cái event dự đoán trước đó anh em. Killaby V2, thức kiếm làng sương mù. Và cũng như là có thêm cả con Rasa và con Mu nữa anh em. Hai con đó là hệ hệ thổ nếu mà ra mắt đợt này. Đợt này thì nó hơi khó một tí nên là mình sẽ trải dài một chút nha anh em. Rồi bây giờ qua bên bên bảng chung đi anh em ơi. Trời ơi có bảng chung cho anh em xem luôn đây. Rồi thì bên bảng chung này á thì chúng ta sẽ coi các tạo hình nhân vật và cũng như là những cái con tướng mà mình đang điểm mặt nha anh em. Đang có những cái con ninja mới ở bên này nữa anh em, sâu cho anh em xem luôn. Anh em đừng bỏ lỡ nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem na củ vĩ của chúng ta đây anh em ơi. Ồ na củ vĩ ở bên này. Con na củ vĩ ở bên này nhìn nó ngầu anh em nhờ. Nó có một vài quả Sharingan ở đằng sau luôn anh em. Nhưng mà na của chúng ta thì lại không có đúng không anh em. Chà, này là một thiếu sót khá là lớn nha anh em. Rồi ôi, như là họ xóa luôn anh em ơi. Ở đằng sau con na này có nguyên một cái quả Sharingan anh em. Ở đằng sau này cũng vậy nè anh em. Hai con nè anh em thấy không. Y xì nhau trời ơi. Thiếu cái bàn tay nữa nè. Và cũng như là bốn quả anh em. Bốn quả Sharingan ở bên này bỏ Sharingan rồi. Ây da. Rồi đây là na bốn đuôi nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đuôi luôn chứ bốn đuôi vậy anh em. Na này là sắp biến thành củ vĩ rồi nè. Rồi thằng này là thằng sạc Akatsuki nha anh em. Bữa giờ ra mắt lâu rồi mà chắc là chưa có đâu anh em ơi. Chưa về Việt Nam đâu. Mình nghĩ đợt này chắc không ra sạc đâu anh em ơi. Ra cái đám thức kiếm làng sương mù á anh em. Nhưng mà tỷ lệ mình cao nhất hiện giờ là ra con tướng hệ lôi anh em. Đó là con Killaby V2. Mình nghĩ là na con đó đấy. Rồi ok nha anh em. Con này là con đào đại chiến ninja lần tư đây anh em ơi. Bắt có được bắt hào ấn được các thứ nữa nè. Kabuto tiên nhân của anh em đây anh em ha. Tạo hình nhân vật nó sẽ là như thế này. Nó y chang như là lúc anh em chế tạo ứng chú vậy đó anh em. Y xì như vậy luôn ha anh em. Jiraiya. Để coi. Dò một lượt anh em. Kisame nè. Itachi. Không lẽ đợt này nhiều khi lại ra. Đợt này cái dữ liệu nhà phát hành đưa ra ít lắm anh em ơi. Nên là chúng ta dự đoán nó dài một tí nha anh em. Con Itachi này mình nghĩ nó là hệ âm dương đó anh em ơi, chứ không phải là ra những cái hệ khác đâu anh em. Bởi vì nhìn anh ấy rất là cháy và cũng như là đây là idol của rất là nhiều người, trong đó có mình anh em. Đó Itachi ảo thuật nè. Chuẩn bị là không biết khi nào mới ra mắt đây anh em ơi. Rồi cụ nhất của anh em đây ha. Rồi cụ nhất tiên thuật đây anh em. Có gọi là con rồng đằng sau đó nè anh em ơi. Này mọc độn ha. Cụ nhị nè. Rồi đệ tứ anh em. Đệ tứ thì sẽ còn hai phiên bản nữa. Đó là một cái phiên bản chưa là Kage. Và một phiên bản là có trách ra củ vĩ nha anh em. Đệ tứ này thì mình nghĩ chắc chưa về Việt Nam đâu anh em ơi. Mới mà. Rồi tạo hình nhân vật hai con mới nhất hiện giờ. Đó là con Suigetsu anh em. Đây là con Suigetsu đây anh em. Và một con nữa đó con Zugo anh em. Cả hai con này
nó là cái tạo hình nhân vật mới nhất ở bên cái bản chung đấy anh em. À, chắc chắn là chưa về Việt Nam đâu, sau để cho anh em thấy cho nó vui thôi anh em. Đây hai bản này anh em. Đó, Suigetsu này nhiều bản lắm nha anh em, rất là nhiều bản luôn á. Ben nè, thiên đạo đây anh em. Còn cái Ben này lúc mà Edo Tensei đó anh em thì mắt ngầu anh em, bản bị rách áo nè anh em. Đó, cái này thì chắc là về Việt Nam rồi đó anh em ơi, nhưng mà chắc chưa có ra mắt đâu anh em ha. Rồi còn những cái phiên bản ế thổ chuyển sinh nữa nha anh em, đó là những cái phiên bản mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Đây, đây là con Killer Bee V2 nha anh em. Nếu mà ra mắt đợt này sẽ là nó luôn đấy. À, Killer Bee V2 nha mấy ông. Đây là V1 nè. Đó, V2 đây nè. Đợt này ra con Killer Bee V2 này không biết là có tác dụng gì cho team hay là không, ta sẽ cùng xem nha anh em. Anh em đừng bỏ lỡ kênh nha. Obito. À, Obito đây anh em ơi. Rồi ha. Đợt này nếu anh em dự đoán ra hệ phong rất là nhiều luôn em, nhưng mà mình không có nghĩ là như vậy. Anh em dự đoán ra con Kinkaku rồi các thứ là hệ phong rồi nữa nè anh em. À, mình quên quỷ Kinkaku này, nhưng mà mình nghĩ chắc không ra Kinkaku đâu anh em ơi. Nè là con Kinkaku thôi là thấy ok rồi, bây giờ ra thêm thằng anh nữa. Hai con làm bá chủ game hả? Rồi, đây là Rasa của chúng ta anh em. Cả hai con Rasa và Mu á thì nó đều nằm sát nhau. À, ở ngoài web á thì nó cũng nằm sát nhau, ở trong này nó cũng nằm sát nhau luôn em. Nếu mà ra một trong hai á thì cũng sẽ là hệ thổ nha anh em, cũng sẽ là hệ thổ luôn đấy. Đây Raikage đệ tam đây anh em ơi. À, đây là làng sương mù đây anh em. Kage đệ nhị nè, đây là làng đá đây anh em ơi. À, ok cho anh em, đó là về những cái con tướng cũng như là cái tạo hình nhân vật. Ui, không lẽ đợt này ra gọi là Raikage đệ tam mấy ông? Không, nhưng mà có Killer Bee V2 đã có dữ liệu rồi. Raikage đệ tam thì chưa thấy gameplay rồi các thứ nên là chắc chưa ra mắt đâu anh em ơi. Rồi, ok anh em, đó là về những cái dữ liệu của mình mà muốn chia sẻ cho anh em. Còn anh em suy nghĩ gì về cái con tướng mới đợt này, là ra con nào thì anh em hãy comment bên dưới dự đoán chính xác thử coi như thế nào luôn nha anh em. Sasori ở thổ chuyển sinh nè. Rồi, ngày mai chúng ta sẽ có thông tin về tướng mới, tới đó thì mình sẽ làm một cái clip review về cái skill, anh em đừng bỏ qua nha. Đây, con Zugo sau nó sẽ có thêm một cái phiên bản như thế này nữa nè, rất là cháy. Trời ơi, hay già Hidan đây anh em ơi, Kinkaku nè. Không phải Kinkaku anh em, nhầm. Này tên gì mất tiêu rồi anh em. Lục lại cái bảng bên này coi. Lâu quá rồi không thấy em nó, quên mất tiêu luôn anh em ơi. À, Kakuzu, nhầm nha anh em. Trời, lâu quá rồi không thấy anh em nên là quên mất tiêu. Đó, ok anh em, đó là về cái tạo hình nhân vật của cái con tướng là chuẩn bị ra mắt nha anh em, cho ra đây anh em. À, và một vài cái con khác mình cũng đã có. À, quên còn một cái nữa anh em ơi, đó là thất kiếm làng sương mù ha anh em. Để coi có tổng cộng bao nhiêu con rồi nha anh em. Đầu tiên mập này, mập này như là cầm cái kiếm như là sư phụ của Kisame đúng không anh em, cầm cái kiếm Samehaya đúng không. Rồi thêm thằng nữa đây anh em, một nè, hai nè, ba đây, bốn đây anh em, bốn đây. Rồi, 5 đây anh em, 5 con, tổng cộng có 5 con thức kiếm là sương mù anh em. Chưa tính tụi Kisame rồi các thứ vô nữa đấy. Với lại con Yabuya nữa là đủ ha anh em. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, Kisame với lại Yabuya nữa là đủ nha. Đó là về thức kiếm làng sương mù đợt này nếu mà ra mắt. Nhưng mà đợt này thì mình nghĩ chắc ra hàng này quá anh em ơi. Một trong hai này thôi, một trong ba chứ anh em. Còn về hai con, ấy, để mình thằng này chưa, một trong ba đây nè. À, nhưng mà tỷ lệ thằng mập này ra nhiều hơn anh em. Tên gì thì mình không nhớ nha anh em. Anh em nhớ tên này hãy comment bên dưới nha. Cả tất cả những con tướng làng sương mù luôn đấy. Rồi ok anh em, đó là về ở bên bản chung mà mình muốn share chia sẻ cho anh em nha. Rồi đó là về những cái con tướng mới đợt này mình dự đoán nha anh em. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng gọi là quay lại hiện tại để mà review thêm cho anh em một vài cái tính năng game sắp tới. Chắc cũng phải ngày mốt là sẽ ra mắt. Chiều ngày mai chúng ta sẽ có thông tin luôn nha anh em. Đầu tiên đợt này, mùa trung thu này thì chúng ta sẽ có cái gì đặc biệt anh em ơi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ biết là mùa trung thu này chúng ta sẽ có một cái event web anh em ơi. Đây anh em thấy không, cắt cái hình gì mà cố tình chừa lại anh em, đốt đèn một lần. Đây anh em nhìn cái hình này là biết là nhất ít 10 rồi, ít 1 rồi. Đốt đèn 10 lần, đây những cái đốt đèn một lần 10 lần này thì đây là cái sự kiện web nha anh em. Sự kiện web mừng gọi là trung thu rồi các thứ nha. Không biết có cốt chung thì mình nghĩ chắc có cốt chung đấy. Còn cái này thì không biết là có liên quan đến tướng mới hay là không nữa anh em ơi. Cái này thì thua rồi anh em ơi. Nhìn là cái vật phẩm hoa đăng rồi các thứ này là thua rồi. Rồi
Còn một cái nữa, à đây anh em ơi, đây là một vài cái vật phẩm để mà chúng ta đổi đợt này anh em ơi. À, nó sẽ là một cái vật phẩm để chúng ta đổi đợt này, đó là cái hoa đăng anh em. Đây cái hoa đăng đây. À, thì làm sao, à, cái này cái gì? Sasuke Susanoo hả? Ngon ha. Thì cái này làm sao để mà chúng ta có được cái hoa đăng này anh em ơi? Thì anh em nhớ lại ngày hôm qua anh em mình có show cho anh em xem cái cửa hàng triệu tập tướng này á. Ở cái cửa hàng đó, thì cái cửa hàng này thì khi mình nhìn lại, nó có tên là cửa hàng sưu tập tướng SS anh em ơi. Thì cụ thể cái cửa hàng này như thế nào, thì chúng ta muốn có những cái lồng đèn này để mà chúng ta đổi quà đó, thì cụ thể anh em mình nghĩ nha anh em, anh em phải có được những cái con ninja E5 thì nó mới cho chúng ta quà. Ví dụ cái này y chang như là bộ sưu tập tướng vậy đó anh em. Chúng ta có được một con E5 thì nó sẽ cho anh em 3 đến 5 cái lồng đèn tùy vào cái độ hiếm của cái con đó. Ví dụ như là con ví dụ như là những cái con Raikage đi, thì chúng ta được thêm 3 cái lồng đèn. À, một con E5 là tương đương với lại 3 lồng đèn nha anh em. Ông nào có full tất cả những cái con tướng E5 hiện tại thì chúng ta đều được lồng đèn cả nha anh em. Cái shop này ở bên game huyền thoại hải tặc nó cũng đã ra mắt rồi anh em ơi. Đó, mới vừa ra mắt hồi tuần này luôn. Thì mình nghĩ anh em, mình đọc cái bộ sưu tập này đó thì mình liên tưởng tới nay liền ngày hôm qua review, nhưng mà không có đọc cái tên của cái shop này anh em ơi. Shop này có tên là cửa hàng đặc biệt lồng đèn nè anh em, cửa hàng bộ sưu tập nè anh em. Đó, thì cái này thì nó sẽ nằm ở trong event để cho anh em chơi luôn. Cụ thể nó sẽ nằm ở trong cái sự kiện ưu đãi, chắc là sẽ nằm ở bên ưu đãi để mà chúng ta đổi quà. À, để lấy cái mấy cái lồng đèn để đổi quà nha anh em, hoặc là ở bên cái sự kiện tuần thôi. Đó, đó là cái về cái bộ sưu tập tướng nha anh em. Rồi, có lồng đèn thì chúng ta sẽ đổi cái vật phẩm anh em ơi. Vật phẩm đợt này thì chúng ta sẽ gồm có hiện giờ đang thấy luôn nha. Itachi Susanoo nè. Rồi Đào Xuân nè. Cái này hình như là Củ Vĩ Hình, cái này là Magenko Sharingan, tất cả các hệ. À, ok chưa anh em? Ủa, ở dưới này cái gì ta? Chắc là Magenko Sharingan đấy anh em, của mấy cái hệ đấy. Rồi, một cái hình mới lộ ra nữa đó là cái này là Sasuke Susanoo đây anh em, 40 cái lồng đèn. Trời ơi. 30 lồng đèn là bằng là 40 cái cuộn chiêu mộ đó anh em. Ủa, cái này hơi mắc nha anh em. Cái này hơi mắc nha, 40 lồng đèn được thêm 2M chắc ra tự nhiên nữa nè. Rồi, 20 lồng đèn thì sẽ có thêm 10 cái lôi quang thạch hả ta, đúng không? À, ok nha anh em, đó là về những cái vật phẩm đợt này. Rồi, đó là về những cái vật phẩm đợt này và cũng như là dự đoán tướng mới về những cái event mới luôn nha anh em. Rồi, ok, đó là về. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng vào game đi anh em ơi. Ngày hôm nay là cũng là ngày cuối cùng để mà chúng ta lấy cái quà của sự kiện web tích nạp anh em ơi. Thì mình cũng mới nạp một cái gói, đó là cái gói Naruto Củ Vĩ X2 đó anh em. Đây, mình đã nạp một cái gói này rồi. Đó, để ăn luôn cái quà 180k ngày thứ 7 luôn nha anh em. Để mình bấm F5 cập nhật thử coi nó update chưa. Bấm cập nhật thì nó mới cập nhật nha mấy ông. Để lấy quà ngày 7 ngày nha. Ok, ngày 7 rồi nè anh em. 7 ngày 18k, 7 ngày 180k và móc 360k là ngày thứ 3 nha anh em. Mình lấy ngày 3 thôi. Đó, như đây là cũng gọi là ok lắm rồi. Rồi, bây giờ sẽ nhận quà ôn luôn nha anh em. Quá phê, quá phê. Nhận một phát hết quà luôn mấy ông ơi. Rồi, này là cho Âm Dương SS nè anh em. Qua tuần sau thì tỷ lệ rất là cao thì SS này nó sẽ cập nhật cái con na vô trong này nha anh em. Rồi, ngày 7 nè, cuộn chiêu mộ đặc biệt nè, lượm. Rồi, tiếp theo nữa là 180k ngày 1 anh em. Thông linh thạch nè, 60 cuộn đặc biệt nè. Đó, lấy. Ngày 3 được một cái bản vẽ ứng chú làng cỏ, 4 cái túi thẻ nghề nè anh em. Ngon, bản vẽ ứng chú làng cỏ ngon. Rồi, ngày thứ 5 được thêm bản vẽ làng cát nè, chuột chiêu mộ đặc biệt 60 nè anh em. Đó, thông linh thạch được 2 cục nữa nè, 2000 Rio. Và đặc biệt cái gói cuối cùng này mình được một con na Củ Vĩ anh em. À, ok chưa? Trời ơi, quá đã. Lấy thêm bé na về nữa anh em ơi. Rồi, tiếp theo nữa là 360k ngày 1 anh em, lấy một chút quà bên này ha, 80 cuộn đặc biệt. Lượm. Rồi, ngày thứ 3 mình cũng đã có luôn rồi nha anh em, lấy luôn nha anh em, 80 cuộn đặc biệt nữa. Ôi quá trời. Rồi, ngày thứ 5 và ngày thứ 7 thì mình bỏ cho anh em, mình không có chơi, mình nạp tới đây thôi anh em ơi, vừa đủ lấy quà ngon là được rồi. Rồi, bây giờ sẽ vào game lũng quà đi anh em ơi. 18k ngày 1. Nó trả quà về, không biết 180k nó trả quà về chưa nữa anh em. Lấy một phát một cho nó sướng nè. Cái gói này nè mình mới nạp nha anh em. Mình mới nạp, ngày hôm nay hình như được 5 con na.
Để mình coi coi. Bây giờ nếu mà xả kiếm thêm một con na nữa thì ối rồi anh em ơi. Cái này thì chắc để tối mình đi đi. Bây giờ đi thì nó hơi tốn thời gian, hẹn qua quên mất tiêu. Tới khi làm video mới nhớ. Ôi, chưa có đi bên xúc sắc mấy ông ơi. Rồi ôi, 600 điểm. Hay à, đợt này 600 điểm lận nhanh anh em. Nên là bây giờ mới có 300 điểm thôi, vẫn chưa đủ đâu. Mà xúc sắc của mình hiện giờ đang còn có 91 cái anh em ơi. Để tí nhận thêm quà cái đã. 300 điểm à. Tí nhận thêm quà nữa rồi mới đi thêm xúc sắc được. Đỡ tốn xúc sắc nha anh em. Mới 300 điểm mà anh em ơi, còn mới có nửa đường, còn nửa đường nữa nha. Cái này để tối đi sau nè. Trả quà về chưa, cái này thưởng xúc sắc nè. 180k nè anh em. Ngày 3, ngày 5, ngày 7 trả về chưa. Đó, trả về luôn rồi. 360k trả về chưa anh em, đợi tí nha anh em. Để nhà phát hành họ trả vườn quà về để nhận một lần cho nó sướng nha. Cái này, cái đóng quà này mình nghĩ là chắc nhận tới 2-3 lần luôn anh em, chứ không phải một lần đâu. Đợt này na về quá trời, thưởng xúc sắc. Xúc sắc đợt này thì mình đi được tới 300 điểm rồi. Lấy được rương xúc sắc nữa rồi. À, nhận quà luôn đi anh em, đợi lâu quá. À, để mình coi quà 360k nó về chưa đã nha anh em. À có về luôn rồi nè anh em, ngày 1, ngày 3 luôn nè. Ok, nhận luôn nha. Trời ơi, phê quá anh em ơi. 5.000 năm mảnh vỡ ứng chú, mình thấy còn quà nữa kìa anh em. 11 cái túi thẻ nghề nè. Ngục sa thạch 5 cục. Con na được một con nè. À, bạn vẽ ứng chú quà nguyên một set. Gọi là đồ của bên hệ chỉ huy nha anh em. Xét ngành bên nghề chỉ huy nha. Ở dưới đây một con na mới nạp nữa nha anh em. À, để mình coi tổng cái số. Ôi ôi, 540 cuộn đặc biệt. Quá đã. 3 triệu mấy trách ra tự nhiên đó nè anh em. À, bùa nó lên tới 192.000 bùa anh em ơi. Đây, quà về đây anh em. Trời ơi, ngập tràn niềm vui. Quá đã nha anh em. Rồi ok. Đây, cho anh em xem một đống quà dưới này nữa nha anh em. Cái này là nó có gộp luôn cả cái quà của cái xúc sắc của mình nữa nha anh em. Rồi, nhận luôn quà nạp ngày thứ 6 đó đi anh em ơi. Rồi, ổn rồi đấy anh em. À, để mình coi con quỷ na của mình là được bao nhiêu copy rồi nha anh em. À, đây một con nữa nè. Mình nghĩ là chắc cỡ 5 thôi, nãy mình tính rồi anh em ơi. Cỡ 5 copy, mà 6, cỡ 4 copy à. Đủ chưa ta? 6 copy, à 1, 2, 3, 5 cái anh em ơi. Còn thiếu đúng một con nữa là sẽ lên được tiên thực 3.1. À, tối nay rảnh sẽ đi thêm ở bên cái xúc sắc này. À, để lấy thêm một con na dưới này nữa là đủ anh em. Qua tuần sau thì chúng ta sẽ gọi là cài thông thạo là được thêm 4 con nữa nè anh em. Không lẽ bây giờ mình mở thêm mấy cái ES âm dương này hên hên ra được thêm cỡ chừng 2 hoặc là 3 con nữa là lên được thông thạo, lên được cái tiên thuật hoàng mỹ luôn đấy anh em. Đó, đó là cái hướng đi của mình nha anh em. Rồi ok anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay. Anh em hãy dự đoán về cái con ninja mới đợt này là ai thì anh em hãy comment bên dưới nha. Đừng quên like, share, nhấn dõi kênh của mình rất nhiều nha. Ngày mai có thông tin về tướng mới luôn nha anh em. Nhớ theo dõi nha.